Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt TV. Mở đầu bản tin tối nay thứ ba ngày 6 tháng Giêng năm 2015 là phần tóm lược các tin chính. ISIS tấn công quân chính phủ Iraq, 23 người thiệt mạng. Apple ra mắt iPhone không dùng SIM, mở khóa sẵn. Sài Gòn ngăn dân sở hữu xe để chống kẹt xe. Sau đây là phần tin chi tiết. Một vụ tấn công tự sát do thành phần ISIS thực hiện nhắm vào quân chính phủ Iraq và cuộc chạm súng diễn ra sau đó đã khiến cho ít nhất 23 quân nhân và các tay súng dân quân giáo phái Sunni thân chính phủ thiệt mạng hôm thứ Ba ở tỉnh Anbar nằm về phía tây Iraq. Tổn thất nặng này diễn ra trong lúc quân chính phủ Iraq đang vất vả cầm cự trước các cuộc tấn công của thành phần ISIS ở các nơi khác cũng như tìm cách lấy lại những vùng lãnh thổ đã mất từ gần một năm trước đây. Các giới chức an ninh nói rằng một tay mang bom tự sát đã kích hỏa tại địa điểm tập trung của các tay súng Sunni gần thị trấn Al-Badahi, cách thủ đô Baghdad chừng 180 cây số về phía tây bắc. Ngay sau đó thì các thành phần ISIS mở cuộc tấn công vào vị trí cảnh sát và quân đội quanh đó, gây ra cuộc chạm súng kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Phía chính phủ cho hay họ có 23 người chết và 28 người bị thương, tổn thất phía ISIS chưa được biết rõ. Lần đầu tiên, Apple bán điện thoại cầm tay không cần dùng SIM, không cần mở khóa, tạo dễ dàng cho việc mua iPhone 6 hay iPhone 6 Plus, theo tin của eQuick.com. Trước đây, thì người sử dụng phải mua cell phone của Apple qua T-Mobile, rồi thay thẻ SIM đính kèm với một thẻ tùy chọn lựa để có thể dùng phone với bất kỳ hãng cung cấp dịch vụ nào trên thế giới. Hãng Apple không loan báo ồn ào về smartphone không thẻ SIM, thay vì vậy chỉ đề cập đến sự kiện này trên trang mạng của công ty và ở các cửa hàng tiệm Apple Stores. Nhờ được mua trực tiếp các kiểu phone không SIM mà người sử dụng không còn phải qua thêm nhiều bước khởi động để chuyển đổi từ T-Mobile sang các công ty cung cấp dịch vụ khác. SIM-free iPhone khiến cho một số người tiêu dùng được thỏa ước khi họ có thể tha hồ chọn hãng cung cấp dịch vụ tùy thích, đặc biệt đối với người thường đi đây đó trên khắp thế giới, muốn mọi sự được linh động. Kiểu iPhone mới nhất của Apple vẫn tiếp tục bán chạy từ khi mới được trình làng vào tháng 9 năm 2014. Cuối cùng là tin liên quan đến Việt Nam. Sở Giao thông Vận tải Sài Gòn vừa đề xuất với chính quyền thành phố cách hạn chế phương tiện cá nhân bằng nhiều cách làm khó người dân vi phạm quyền tự do cá nhân. Theo báo Tuổi Trẻ, thì nhà cầm quyền Sài Gòn kiến nghị chính phủ Cộng sản Việt Nam cần áp dụng các biện pháp như tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, tăng phí trước bạ, tăng phí ghi danh và thu phí môi trường, gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn đối với người sở hữu xe mới. Cụ thể thì Sở Giao thông Vận tải Sài Gòn đề xuất quản lý xe mới bằng cách cấp hạn ngạch, trong đó chỉ cho cấp giấy chủ quyền xe ở mức giới hạn theo mỗi năm. Cùng với việc phải bỏ tiền mua phương tiện thì chủ sở hữu xe còn phải đóng tiền bảo hiểm, các loại thuế, phí, đặc biệt phải đấu giá và nộp một khoản tiền để được quyền lưu hành xe. Tại khu vực nội đô các thành phố lớn thì điều kiện để sở hữu xe hơi là phải chứng minh được có chỗ đậu xe. Bên cạnh đó còn đề xuất dùng các chế tài về kinh tế như thuế xăng dầu, lệ phí đường và phí đổ xe để giảm bớt việc đi lại bằng xe riêng vì càng đi nhiều càng phải trả tiền, hạn chế phương tiện cá nhân lưu thông trên một số trục chính hoặc trên một số tuyến nhất định vào giờ cao điểm, kết hợp với biện pháp tăng tần suất của phương tiện công cộng và ưu đãi giá vé đối với hành khách tại thời điểm kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân. Ngoài ra, còn căn cứ vào biển số xe để hạn chế lái xe ở một số khu vực vào một số ngày nhất định trong tuần, nhằm giảm số lượng xe hơi được sử dụng. Biện pháp này có thể được áp dụng cho một số loại xe nhất định, một số khu vực nhất định vào những thời điểm cụ thể trong ngày hoặc là cả ngày. Vừa rồi là bản tin tối ngày thứ Ba, 6 tháng Giêng năm 2015. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất,
quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.